xuất hiện nhiều thông tin đánh đồng loại hồng đặc sản của Đà Lạt với hồng của Trung Quốc, dẫn đến là cả người tiêu dùng và đối tác nước ngoài từ chối nhập hàng. Thông tin trên đã dẫn đến sản phẩm hồng Đà Lạt lâm đồng ế ẩm, từ đó thì nông dân bỏ bê không chăm sóc nên vùng đặc sản nổi tiếng này đang có nguy cơ bị xóa sổ. Đầu mùa hồng Đà Lạt còn có giá trên 10.000 đồng 1 kg, nhưng nay đã giảm xuống còn từ 6.000 đến 8.000 đồng 1 kg, tùy theo chất lượng của trái hồng giá bán hồng không còn duy trì được như những năm trước dẫn đến sự chăm sóc của bà con cũng hạn chế hiện nay ngành chức năng tỉnh lâm đồng đang triển khai dự án tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận hồng ăn trái đà lạt lâm đồng nhằm bảo đảm việc kiểm soát chất lượng tăng cường xúc tiến thương mại và nâng cao giá trị kinh tế cho loại trái cây đặc sản này của việt nam